Nè. Trời Ê, cởi khẩu trang ra mới nhận ra hả trời ơi. ơi. Đau quá đâu, tôi nằm nhà xương rồi tôi ghe. Dạ. Tết từ 91 tuổi rồi. Dạ. Ghe. Trời, bà 2 năm nay là 91 tuổi rồi. Bữa coi cho em trúng 5 tờ vé số mà rốt cuộc hả mua cho tới giờ em muốn hết tiền rồi mà chưa có trúng được tờ nào hết trơn á. Chứ sao cái sao trúng? Không, chưa có trúng, tới giờ cũng chưa có trúng. Giờ sao giờ? Ngày nào mà tới ai cho Nhật Bản thì trúng á. Mà dạ, kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì cũng rất là lâu, rất rất lâu rồi quý vị khán giả, cũng phải ít nhất là 4 năm xe nép chưa? 4 năm tháng rồi. Trường không có quay lại thăm cái hoàn cảnh của bà Hai Giòn với anh Hiền Khờ quý vị khán giả, thì bữa nay Trường có việc đi làm ở dưới này á, thì giờ cũng 12 giờ trưa hơn rồi, thì Trường cùng với đồng nghiệp của Trường sẽ ghé thăm bà Hai cùng với anh Hiền, nếu như mà có thêm anh hai của anh Hiền nữa thì càng tốt, tại vì gia đình này là của nhà bà Hai là có tới 2 anh em bị khờ, thì anh lớn thì năm nay cũng đã ngoài 60, còn anh Hiền khờ cũng ngoài 40 rồi, thì 2 anh khờ ở với mẹ già 80 90 tuổi ở trong cái căn nhà ở kẹp mé kênh trước mặt Trường á, thì Trường mời quý diễn giả cùng theo chân Trường vô thăm lại anh Hiền bà Hai ha. Bà Hai. Dạ. 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 Ở sau này đông đủ dữ người ta. Dạ em cũng bình thường. Trời đất ơi vậy hả? Dạ. Dạ. Hen. Dạ, trời ơi. Tắt tắt cái tivi giùm đi anh Hiền. Hai làm gì hả? Xuống tóc. Xuống tóc hả? À, ngứa lắm chịu không nổi. Sao hổm giờ sao? Hổm giờ bị bà bị sao? Không nghe. Không nghe luôn hả? Dạ tư nói lớn lên đi đi nè, trời ơi. Ê, cởi khẩu trang ra mới nhận ra hả trời ơi. Đau quá đâu, tôi nằm nhà xương rồi tôi ghe. Dạ. Tết từ 91 tuổi rồi. dạ Ghe. trời, bà 2 năm nay là 91 tuổi rồi cái gì vậy? Tội nghiệp hết chứ không. Dạ, bữa lâu lắm rồi không có gặp bà đó. Bởi vì tôi cũng đi lâu rồi. Dạ. Yếu quá đi không có được. Dạ. Hổm giờ là đâu có đi đâu được đâu phải không? Bởi vậy sáng nay à. Mấy ông cấm mà không có đi đâu được hết trơn á. Bữa nay ngồi được rồi đó chứ có hổm nằm bữa nay không. Ngồi được kỳ quý lắm á. Dạ. Đi tiểu là phải nằm có không Phật lộ không có ngồi nổi luôn. Dạ. Có nước cây mà hai em muốn nước suối đỏ. Dạ dạ sau sau dịch đó quý diễn giả thì Trường đi thăm lại các cái hoàn cảnh thì cũng rất là mừng gặp lại hầu hết được các cái hoàn cảnh, gặp được lại hầu hết các hoàn cảnh, nhưng mà cũng có những cái hoàn cảnh á, sau đây dịch còn đó phải mặn lộn biết ở lâu nữa, xuống sức rất chưa biết. Là giữ giống như bà Hai đây thì rất là mừng vì bà Hai đã vượt được qua cái đợt có thể gọi là bạo bệnh á quý diễn giả. Chị xin lỗi, chị em tên Dung. Chị Dung nó còn cho số điện thoại đừng nào ăn tinh nhật có số cậu. Bà cậu ăn sinh nhật cho tôi. Dạ, bà Hai còn nhớ cái vụ tổ chức sinh nhật cho bà Hai đó, chị Dung cũng có nói sơ thì hôm bữa là bà mình Hai, điện hai lần bà vô Hai nhà đó. Bà Hai bị bệnh rất là nặng quý vị khán giả nhà đó, nói đi. Bà Hai bị bệnh rất là nặng thì phải ở nhà đây. Đây là chắc các con của bà hả? Đây à, đây đây quý vị khán giả, để đừng giới thiệu, đây là người con thứ tư của bà Hai. Dạ. Thứ tư, cô Tư là sống ở gần đây không? Không, ở mình ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu. Dạ. Đi qua nuôi bả luôn đó. Dạ. Đi về nuôi mẹ bệnh. Rồi tôi cũng bệnh khớp á. Dạ. Qua một dịch bệnh nhà cái ở nó kẹt luôn. Dạ. Rồi cái này không về cô Tư là năm nay nhiêu tuổi rồi? 65.
65 tuổi. Dạ. Rồi anh gì ở với anh Hiền? Anh Hai anh đi lượm da chai rồi. Còn này Úc. Dạ. Anh Hai anh đi ai lượm da chai rồi. Dạ, rồi còn đây là dâu em dâu của má. Dâu. Em dâu thứ 9, em dâu. À dạ dạ dạ. Dạ. Qua đi thăm bả đi chơi ngày nào rồi. Qua thăm bả cho anh con trai. Dạ. Hồ hổm cô Tư lên đây là đi xe đò hả sao? À đi xe đò về. Dạ. Hồi xe đò về đi là má nằm bệnh viện mấy đó. Dạ. Về dưới. Dạ. Đi xuống dưới rồi bắt đầu má xuất viện về. Về xong một bệnh lần nữa. Dạ. Rồi nuôi lần nữa về mắc cạt cái luôn. Dạ. Là dạ. hổm bà Hai bị sao á cô Tư? Má bị con này nó biết cô Tư không hề không gành. Dạ. Bị bật liêu lâu lâu về. Dạ. Nghe má bệnh. Dạ. Đi về nuôi thôi. Dạ. Không biết nghe căn bệnh là gì. Tim rồi phổi. Vậy huyết áp và đủ thứ nha. Cũng tùm lum vậy hết ha. Má bệnh tùm lum. Còn cái cơ gì khớp. Dạ. Khớp thì không nổi. Dạ. Dạ căng nhà đi không nổi. Dạ. Đây anh chàng đây là anh chàng Hiền. Thứ Út đang làm gì đây nè quý vị khán giả. À. Nấu nước cho bà Hai tắm hả? Dạ. Đây hổm giờ là anh Hiền đâu có đi đâu được đâu phải không? Không, bả bệnh là sao đi. À. Thì nào bả bạn bắt cứng nó đi được. Dạ. Dạ. Bữa giờ là nhớ là ngoài à. Bữa giờ trời cái đó sao nó bị hoài vậy? Chưa hết ai biết được, hồi đó rồi á. Sao mà hôm cho tiền đi khám rồi mà sao không khám đi? Đâu có. Hả? Cái đó là bị gì sao ta? Nó bị nhỏ trong máu. Bị nhỏ con thủy nó ẩm. Con à. Dạ, yeah. Cái này là bị lâu lắm rồi nè, khán giả nào mà rành thì chỉ cho anh Hiền cái thuốc gì, thuốc lá gì để xài ha quý vị khán giả. Chị cho hai cây thuốc ở nước ngoài đó. Cũng không hết luôn hả? Không, cho rồi mà sức cho nó khô rồi bây giờ hết thuốc. Ra ngoài à? À, cứ có thuốc là nó hết. Đúng rồi. Mà ngừng thuốc là nó bị lại. Dạ. Rồi hổm giờ là anh Hiền ở nhà không á, không đi đâu ha. Sáng mua bánh mì ăn. Ừ. Bánh mì. Bữa giờ là có anh mấy anh có tới không? Chưa, cái ông mà cho xe lăn chưa? Chưa tới hả? Xe lăn còn. Hổm hổm thấy cha Sang có ghé mà đúng không? Xe lăn à? Cha Sang á. Đang nằm viện về đó. Dạ, cha Sang bên nhà thờ á. Mà dạ ông cha. À ông cha. Mà ông cha cũ á. Dạ. Có ghé lần. Rồi ghé lần rồi trong sau cái địch vậy chứ ha. Dạ. Ừ. Đây anh Hiền nè, quý diễn giả là chuyên gia gọi là anh Hiền chứ gì anh Hiền, anh Hiền nữa cũng nữa anh Hiền. À, anh Hiền là chuyên gia coi bói, coi chính xác cực kỳ. Hôm bữa coi cho trường trúng đâu mấy tờ giấy số này, 5 tờ hay gì nè đúng không? À đó hả? Ờ. À, biết đâu biết chữ. Quên hả? Quên nhân rồi. Hôm bữa coi cho em trúng 5 tờ giấy số mà rốt cuộc ha, mua cho tới giờ em muốn hết tiền rồi mà chưa có trúng được tờ nào hết trơn á. Cái sao trúng? Không, chưa có trúng, tới giờ cũng chưa có trúng. Giờ sao giờ? Giờ nào tới ai cho nhập bả thì trúng á. Mà mua cho tới giờ là hết tiền luôn rồi. Hả? Hết tiền luôn rồi, hết tiền luôn rồi thì giờ sao? Giờ ha, anh Hiền đầu tư tiền cho em đi mua giấy số nè. Hả? Bữa giờ nghe nói lụm da chai đồ ha, tiền bạc nhất mà. Ông kia kìa. Ông nào ông Mạnh á hả? Ừ, ông đi lụm rồi. À, còn anh bữa giờ là không có đi. Không, ở nhà bả mà nhà nó nước vậy à. Ừ. Đây hồi nãy anh Linh mà người cao cao nhớ không? Anh Linh thợ may mà địch rồi anh nói là coi cho ổng khi nào lấy vợ đó nhớ không? Cái ông ca sĩ. À ông Linh. Mà ông Linh hả? Ông, à. Ông Tranh Tường Trường. Ông Linh. Ông Linh á, ông Linh ông hỏi thăm anh. Ông Linh mà có cái xưởng may á. Mà cho xe lăn. Ông Linh khác. Ông Linh này là mà em ruột của cái ông ca sĩ. À đúng em ruột hả? Ừ. Mà cho thuốc cái hổm nè. À, ông Linh nói là anh có cưới vợ á thì lên xưởng may của ổng. Ổng có mấy cô may ở trong xưởng á. À, chịu. Ừ, cũng đang chịu không? Không. Sao không chịu? Sao không chịu? Hả? Không biết chữ. Không biết chữ thì có liên quan gì tới cưới vợ đâu mà không có biết chữ. Rồi có chịu không để giờ trở lên cho anh Linh ấy luôn nè, sắp xếp luôn nè. Thôi. Sao hả? Vậy chứ Ghiền, Ghiền đi cà phê lắm có diễn giả. Lén lén rủ Trường đi mấy lần rồi bị chị Dung la thì không có dám nữa. Bữa giờ nói nhỏ thôi, bữa giờ có ấy không? Bữa giờ có đi cà phê không? Không. Sao vậy? Bị bệnh nè, cấm rồi. Chết cha rồi cái cô, nói nhỏ thôi chứ. Rồi cái cô bán cà phê ở ngoài kia còn nhớ không? Nghỉ rồi. Nghỉ luôn rồi. Có chồng luôn rồi. Trời đất trời. Có chồng hết rồi.
đợt rồi mà đưa vàng ra là cưới được cô đó rồi. Em phải có chồng rồi. Vậy thì thôi rồi. Chơi mình nè. Rồi tiêu rồi. Ê quý diễn giả, vậy là bữa giờ anh Hiền là cũng không có đi cà phê rồi cũng không có gì luôn. Không, ở nhà luôn. Ở nhà luôn. Anh Hiền là rất là có hiếu nha quý diễn giả. Hồi trước giờ đó thì mặc dù ảnh bị khờ nhưng mà rất là có hiếu với mẹ thì một chữ mẹ hai chữ mẹ tối ngày là cứ ở bên bà thôi. Mặc dù là ví dụ như trường có rủ đi đâu hay là rủ bà đi đâu á thì anh Hiền bắt buộc là anh Hiền phải đi chung. Đi chung thì anh Hiền mới chịu đi. Đó. Sợ bắt cóc. Sợ bắt cóc bà hay là bắt cóc anh Hiền. Bắt tôi nè. Dạ. Nhưng mà cũng nói mà lấy vợ hay gì đó anh cũng không chịu nữa. Đó, phải ở với mẹ mới được. Rất là có hiếu, anh Hiền rất là có hiếu. Thì hồi trước á hai mẹ con nó diễn giả thì mua bánh kem. Hằng ngày á thì anh Hiền kéo một cái chiếc xe tự chế để mà hai mẹ con đi lụm ve chai ở ngoài quốc lộ 1 á. Đó là cái hồi bà hai còn khỏe á, thì hai mẹ con cứ kéo nhau đi lụm ve chai rồi đi lãnh qua từ thiện ở các nhà thờ, chùa rồi các cái nhà thờ ở trên đang có chung á. Đó thì sau này bà hai yếu rồi á thì hầu như là sau này khoảng tầm 5 đổ lại đây là đâu có đi nữa đâu anh Hiền ha. Không, luôn rồi. Dạ. Thì bệnh luôn, bả bệnh đi bệnh viện luôn rồi. Dạ. Bữa đó. Giờ là hai mẹ hôm bà đi bệnh viện ra nhở nhà với ai? Ở nhà một mình với ông Mạnh á, ông Mạnh kia. Dạ. Rồi bà đi vậy thì anh ở nhà có buồn không? Không. Không buồn. Vui. Vui. Bà gì vui. Có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ hả? Mới nhớ mà đi không được. Nhớ mà đi không được. Không, xa lắm, bác sĩ xa. Ở trên phố ẩn. Ừ. Để từng nói chuyện với bà hai chút xíu nữa gì anh giả. Anh Tư ơi. Dạ. Anh coi sao anh giúp đỡ giùm em. Sập nhà hết trơn rồi. Sập cái gì vậy? Sập nguyên cái nhà sau nó gãy cột rồi trơn một cái trơn là to. Vậy hả? Chị Dung. Chị Dung nói là chị Dung nói là cái nhà bị sập cái gì anh giả. Nó cơm á. Ừ. Cái miếng xi măng nó mua gì nhà giống gì nè mà nguyên á sửa lại rồi. Vậy nè. Nè. À. Bị gãy cái bếp hả? Gãy cây này một nắng hả? À. Sửa lại bếp được. Bếp nấu bị gãy. Ừ. Nhưng mà cái này mình chưa có nấu lần nào mà phải không? Được, cái ông ca sĩ coi rồi mà quay phim rồi mà chưa có làm được. Dạ. Cái ông mà chơi xe lăn bản á. À, anh Nhan Dĩ. Cái anh ca sĩ á. Anh ca sĩ hả? À, thật này ông chỉ này chạy chậm quá, mới vậy có tiền nó làm đỡ được. Cái này dạ. Cái này là cái toilet đâu, hả? Đi cầu. Bên cầu. Bị sao? Mà thở cắt á. Cái này làm hồi nào? Cái này đó tụi bả đi kéo tàng đá thì cái ông đó ở thành phố. Dạ. Vô cách nhà chứ bà nhà bự luôn á. Lo hết luôn á. À. Hồi đó nhiều không biết đơn chứ ngày chứ trẻ quá. Rồi cái cô gì hổng đâu rồi, cái cô đi chung ông á đâu rồi. Cô Phụng á hả? Ờ, cô Phụng. Ông Mạnh ổng. Cô Phụng đó biết sao không? Nè, nói nè. Cô Phụng đó là hôm bữa giờ là kiếm anh quá trời luôn á. Hôm bữa mà gọi điện nói là khi nào qua thì cưới á, tặng cái vòng cỏ. Hả? Tách ra xuống. Hả? Tách ra xuống. Không xuống là biết sao không? Trong đứt con mắt luôn, mình trong đứt con mắt luôn. Trong đứt con mắt luôn? Ừ. Mà không xuống? Cứ chơi cái rau đồ. À. Tủ lạnh, tủ máy giặt cũng chưa có. Mà biết sao không? Thì nào mua bánh kem rồi. Anh phải gọi điện cho chị chứ tối ngày anh cứ ở nhà không thì sao được. Người ta cũng nhớ anh lắm á mà hả? Ừ, ăn sinh nhật đi, gãy xuống. Bữa nào sinh nhật mời phải không? À, khi chạy xuống cho chơi. Không có, nhưng mà khi nào? Qua bệnh. Qua bệnh hả? À, mua cái bánh kem á. Chờ mua hết kem bằng cơ nè. Chờ hết giờ chờ phải không? Chờ hết giờ chạy xuống. Mua bánh kem gì bự dữ hả? Không phải, bằng cái thùng đi. Không phải bằng cái gỗ vô bằng nè. Ê vậy á, giống cái gì nè. Dạ. Dạ hả? Nó chạy thấm. Cái này là cái trái nhà của diễn giả, cái này mới lợp sau này à. Một cái trơn luôn rồi đó anh Tư. Yeah. Ủa hôm bữa kêu bán đất là cái mé bên này là đã bán chưa? Không có bán được luôn. Để lại má có mất một chờ rồi. Dạ. Chị em đông lắm mà không đất không vườn nữa. Tính má thiêu. Dạ. Cậu cho lắp ráp. Cái gì bà? Cho nhà tôi nào á. Dạ. Sửa lại lắp ráp à.
cho một nhà. Cái trơn á trời cậu ơi. À bà hai nữa là cho nhà lắp ráp, nhà tìm kế ba hả? Cái vịt mà cậu không có lên. Dạ. Bữa giờ vịt con đâu có lên được. Bởi vậy. Dạ. Lấy ta gác cái trơn à. Ta gác không cho vô. Đúng rồi. Ừ, mình đi chợ, ta cho giấy. Hôm á, hôm giờ á, hôm giờ bà có đi xe lăn được không? Kéo xe ra đi được không? Không luôn. Có. Có hả? Cái xe cậu cậu nhờ cái xe cậu chứ luôn. À. Cảm thôi lần sau nó ẩm tôi nổi. Dạ. Có ba mấy ký à. Là phải kéo ra ở đầu đường ngoài kia phải không? Dạ. Đây. Đầu đường cái chở gì à? Dạ. Đi chơi. Đi chơi hả? Đi chơi là kéo xe rồi á. Thế bực bội quá, chịu không nổi. Ở nhà bực bội quá hả? Dạ. Sao mà cậu trọc hết trên vậy nè? Cậu vậy? Cậu hết trên này luôn á hả? Phải không đó, nãy chú lên chú cũng chợ ở đây, đây đói muốn chết luôn ở nhà kêu bằng chị em nằm chỗ co. Dạ. Trời ơi, cắt chị. Nhờ có tu mới sống được, rồi tương thương cái tết nhất à. Tôi làm nhà thương chứ, tôi làm nhà thương mà này vô là cái như đất chết luôn á. Cậu vậy khi nào cho xong? Trời ơi nè, dễ dạ. Tiếng mấy đồng hồ á? Cậu vậy mất tiếng mấy hả? Dạ. Cái nhà ba dân nó dâu như lắm. Cậu lâu lắm. Dạ. Nhất cái đất chết. Giờ tới chiều sợ chứ xong nữa. Xong chút xíu. Yêu cầu nó khó hơn sao chứ chứ. Ba ơi. Nè lâu rồi con không có tới thăm bà. Bữa nay con tới đây rồi sẵn rồi con chuyển cho bà một triệu đồng của cô Pháp Danh Diệu Hoàng ở bên nước ngoài ha. Dạ tặng bà 1 triệu để cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn cậu là nước mấy mà. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Đó giờ cũng nhờ cậu. Dạ. Lấy 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Dạ. Cảm ơn Phật độ cho hai cậu được mạnh khỏe đầu năm tới những cuối năm. Bà hai chúc cô Pháp Danh Diệu Hoàng ở bên nước ngoài á. Dạ. Dạ. Chúc cho cô Pháp Danh Diệu Hoàng ở nước ngoài được nhiều sức khỏe. Chúc cho cô nước ngoài được mạnh giỏi bình yên. Rồi một ngày nào cùng mấy cô vô đây. Vô đây còn tôi còn sống mà gặp à. Ông Phật độ cho tôi sống được 173 là mới chết. Tôi giấy vậy á. Rồi bà hai muốn sống được 173 tuổi gì anh dạ. Thì mình cũng cầu mong cho bà sống thọ càng thọ càng tốt theo gì anh dạ để sống với con với cháu ha. Bà hai là cũng thương mấy người con dữ lắm, các anh chị, anh Hiền rồi anh Mạnh đó, hai anh bị khờ ở cái diễn giả thì dạ đợt này không có dầu mà có lon sữa của dạ cái lon sữa này là của chị Huyền ở bên nước Mỹ ha, tặng bà để có gì chị pha cho bà uống ha. Dạ. Để lấy cái con đơ ra em cạo cho bà cho nó lẹ nè. Chú, mai mốt chú gọi đi đây chú gửi bà hai cho chiếc chai dầu. Cậu tư có ghé nữa, cậu tư cho. Dạ, dầu ha, dầu cho xanh ha. Dầu cho xanh thì hình như em ở nhà hết rồi. Cảm ơn nhiều quá. Mà dạ, mà để có cô chú nào gửi thì có gì đi thì em mang theo chứ hiện giờ ở nhà cũng hết rồi. Dạ. Anh nước ngoài liên lạc được rồi đó. Mai mốt tụi tôi lên cho tiền đô. Ồ vậy cũng mừng rồi, cái nguyện Dung nó làm quá lâu. Để coi cái tại vì cái này mới mua cũng chưa có sạc nữa. Dạ. Để cấp cho bà cho lẹ ha. Đây cậu hát cho bà cho lẹ. Làm ai ra? Bà biết à? Bà biết em. À?
da đầu mà cũng nhanh hết rồi ha. Nhanh hết trời. Mấy khó xạo đó. Mấy khó. Bà cúi xuống cho con nè. Chứ cả cái này cạo lưỡi lam nó cũng nguy hiểm đó. Đúng nhăn rồi. Quá. Cạo lưỡi lam nguy hiểm lắm. Cái này là bao nhiêu tiền anh Đức? Dạ 200 ngàn nè. Vậy đó hả? Dạ. 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 Mỗi 200 nó rẻ cho mình không có tiền mình cũng được. Đúng rồi, mình không có tiền. Cũng khó kiếm. Vậy chứ mình vậy mà chính thấy đi, có 15 ngàn bà có cái kéo mà cọc cọc nhà hết cho hàng này rồi. Cạo cho anh hai nữa. Hôm qua đó, con ngồi con hết cho anh hai con á. Tụi lũi cái đầu luôn á. Bỏng đi rồi, đi lụm rồi. Đang mạnh ra đi lụm vậy thì người ta có nói gì không? Dạ, ta cho rồi. Cho rồi hả? Cho gạo. Dạ. Bỏng đi anh đổi trời lấy với anh về. Bán đêm hỏi cho ta đi bữa nè. Nói là đi kinh sớm về mình đi dọn. Ngày thằng đâu rồi? Hả? Em ở đâu anh em chú hết luôn. Nó ra thiệt kìa, nó ra thiệt kìa. Về đêm kéo luôn. Ờ, à, kéo gì chó ngồi vậy hết. Dạ, trùng quá, khó khó cắt. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy không, không có chú là mày cầu làm tới chế luôn. Đúng rồi, cái này cạo lâu quá. Tiếng hồ không rồi đâu. Phải không chú Tư? Nó tiếng hồ trong rồi á. Đúng rồi, cạo lâu quá. Có cái thằng đơ đó rồi, thì nó mau. Bảy nó hết mau. Chà, bà hai khai trương cái tông đơ luôn đó ta. Cái tông đơ này con mới mua chưa có cắt luôn á. Cậu có thuốc. Bữa nay lại thăm bà hai mình xuống lên. Mới mua tông đơ chưa hết. Làm đó cái niệm cậu cơ hơn đó. Hên á, anh lấy cho bà cụ 91 tuổi á. Cắt cho bà cụ 91 tuổi đầu tiên luôn. Cái này mới tin trong hộp mà. Dạ. Thấy bà thấy là biết mà. Rồi, thấy pin cũng yếu yếu rồi đó. Hết pin nè. Vừa xong là vừa hết pin luôn. Dạ chưa có sạc, cái này pin nó có sẵn tổng. Hết pin. Nó chà chà hết pin. Rồi đẹp tay luôn. Bà nó nhăn cái da bả dữ lắm. Dạ. Dạ thịt già nó nhăn hả chú à? Dạ. Chị bữa nào bà không ăn được á lấy cái sữa của chị Huyền á, sữa Mỹ đó. Dạ. Chị pha cho bà sữa đó tốt lắm. Dạ. Mau lại sức. Trời ơi chú thấy không? Mỗi lần tôi qua tôi khóc với chú ơi, ngày nào tôi cũng khóc cho chú ơi. Dạ, cô Tư là có mấy người con rồi? Chín. Chín người con hả? Cái đó là em dâu thứ chín của mẹ. Không á, cô này nè. À, tôi là hai đứa nè. Dạ. Mà ơi xa lắm cậu ơi. Ở nãy nói Bạc Liêu hả? Tôi Bạc Liêu rồi, dạ. Cái này cũng khổ nghèo, tôi về đây nuôi má rồi. Bệnh hoạn đi đến có nổi đâu. Dạ. Bây giờ đau khớp rồi, ôi. Mình râm mất trang đi đến rồi. Đắc tâm nói chuyện hổng ra tiếng rồi đó. Đi đến không nổi gì hết trang á. Giờ cắn cái đau khớp mà. Có hình thức thì chứ có được làm cái gì. Dạ. Rồi, đẹp luôn. Rồi, xong rồi đó bà cô ơi. Rồi, xong, vẹt cái xong chứ bắt bà ngồi lâu cũng cực kìa. Tắm gội đầu á, ý nước tắm gội đầu á. Thằng đờ cái này biết đừng nợ cho rồi. Dạ. 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 2 tiếng đồng hồ hả? Dạ. Vét cái luôn cho nó đều. Chứ để nó không đều vậy nó lẹ. Cái kia tóc nhiều quá cái không dám cạo. Ừ. Thôi được rồi chị ơi, kệ đi. Đừng có cạo nữa. Đừng có cạo sát. Vậy được rồi. Trong hợp cạo sát ra lắm. Trùng hợp mà. Cô lấy cái khăn đưa cho anh lau cái bụi bụi vậy. Đưa cái khăn đó cho nó đầu cây đó. Đưa cho anh bụi bụi đi. Bụi. Về sạc rồi mới xài được. Tại dạ, mới xài. Cái này là quý vị khán giả biết bữa Trừng quay Dũng Sĩ thấy cái tóc nó quá trời, Trừng đưa đi tiến cấp cho hai đứa nhỏ nè. Tóc điện thoại nó còn tơ. Dạ.
vô lấy bà lấy miếng lịch đó, còn lấy ghét. Tính cách cho dũng sĩ thì từng mua về đây mà chưa có cách, chưa có gặp hai đứa này. Chú đi quay từ đâu tới đâu chú Trân? Dạ con bữa nay con đi làm, không có đi quay. Dạ. Chú quay từ đâu tới đâu? À, con đi làm ở sẵn ở đâu thì con quay ở đó ha. Bữa nay con đi làm trên đường cao tốc nè. Dạ. Rồi sẵn gần đây thì cũng không có gần lắm đâu, ở Tuốt chứ cây lậy á. Nãy giờ chạy lên đây. Dạ. Dạ không, quê thì ở dưới Mỹ Tho mà bữa nay làm ở cây lậy. Đây sẵn ngay chạy xuống đây thăm bà hai luôn, lâu quá rồi không có thăm nè. Sẵn hết dịch rồi. Cô chú còn cạo như này để lông không? Dạ. Hôm nay thì cần nó chú. Mai có cậu gửi mà chị hai tôi cho tôi xin chai nha. Dạ. Thường thường tao gửi cho dầu sức khớp luôn chú. Dạ, mấy cô chú bên đó thường gửi dầu gió xanh á. Đây này hiền. Dạ. Chú có chú cho tôi xin chai gửi bà chị chồng tôi nè. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Anh hiền đẹp trai. Cúi xuống đi con cạo mấy cái lông cho. Thôi con về nha. À, cảm ơn con Tư. Dạ. Ba nghỉ khỏe ha. Kêu. Dạ. Đừng nào ấy cô kêu. Dạ. Còn có thôi. Anh ơi. Nè, từ trước nhà thật dạ. Văn ở trên nè. Dạ. Để làm phiền cậu có hai trời cậu ơi, cái gì đâu. Từng... Không có gì đâu, tụi con sẵn đường rồi tụi con ghé luôn chứ không có gì đâu. Hai cậu. Dạ. Nhà nước. Dạ. Nhờ nhà nước cho cả cảng mới được đi ra. Dạ. Đem cả cảng cậu Tư đâu có ghé được. Dạ đúng rồi. Bà Tư mấy cũng muốn cho vô làm sao cả cũng đưa ghé. Bà Tư cũng nắm hết tin tức thời sự trong nước ngoài nước đó gì dạ. Cảm ơn mấy cô nước ngoài. Dạ. Bà có nghe gì đâu báo nghe. Cầu chúc cho mấy cô mạnh khỏe hết. Cậu gửi lời cậu thăm giùm tôi. Cảm ơn cậu Tư. Cậu thứ mấy đó là nhắc hoài. Dạ, con cũng thứ tư luôn. Dạ. Nhắc hoài. Thứ tư luôn. Cậu mấy thân luôn mà. Nói Tư Trường giờ đã mất tiêu rồi. Vậy, dịch này chắc không ghé được đâu con ơi. Dạ. với chị gì? Chị Phụng. Chị Phụng dạ. Với anh cái anh gì đi chung. Anh Linh. Anh Linh thì ở cây lậy đây nè. Dạ. Hồi nãy mới ghé chỗ anh chơi nè. Dạ. Rồi cái nói bây giờ mấy cô đó là mấy cái cô mà để làm sinh nhật cho má đó. Dạ. Dạ cái hết trơn rồi. Dạ. Để đợt nào mấy anh chị kia qua đây được làm sinh nhật nữa nha. Dạ. Nhắc hoài luôn. Sinh nhật 91 tuổi, đợt rồi là 90 tuổi á quý vị. Dạ. Nay là 91 tuổi rồi, bà là cũng có tới mấy người con tổng cộng hả cô Tư? 8. 8 người con quý vị giả mà giờ hiện giờ ở đây là còn ba anh chị ở đây là chị Dung, anh Hiền với lại anh Mạnh á quý vị giả. Anh Mạnh là thứ hai. Rồi đây là Út, còn chị Dung, là thứ 8. Dạ, bữa nữa mà chị thứ tư về Bạc Liêu rồi. Dạ. Vì ở đây về 5 tháng rồi. Dạ. Kẹt, bị kẹt lại luôn ha. Thằng lớn đi. 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 Thằng dạ. Rồi bây giờ cậu cho nó cũng một cân á. Lợi ơn cậu ghê lắm. Dạ. Cái này là của người cũng ta cho, con mà. Chỉ mang tới cho bà thôi. Dạ. Dạ. Rồi thôi vậy thôi bà nghỉ đi con về nha. Dạ. Dạ. Rồi chắc Trường xin với cho em trở lại cảm dạ. Ơn cô. Cái cô dạ. 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 Ok. Dạ. Được dồi dào sức khỏe. Được. Dạ. Cô trẻ mãi không già, dạ, cô có đồng tiền để giúp đỡ cho những người khó khăn như tụi em. Dạ rồi em cảm ơn. Rồi em về nha. Dạ. Bạc Mỹ tôi cũng từ liền lại như mấy cậu vậy á. Dạ. Rồi con về ha, con về ha cô. Dạ. 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 Cảm ơn cậu hết. Rồi chắc rồi Trường xin kết thúc video ở đây quý vị khán giả. Hai anh em đi làm buổi sáng cho tới giờ là 12 giờ hơn 1 giờ rồi. 1 giờ kém rồi, 1 giờ thiếu rồi mà hai anh em chưa ăn trưa. Thì tranh thủ ghé chứ bữa nay Trường cũng không có nhiều thời gian để mà đi dành một ngày trời để mà đi thăm các hoàn cảnh nhé. Thì sẵn ở đâu thì Trường
từng ghé từng thăm ở đó thôi, chứ không có có đi nguyên buổi nguyên ngày giống như trước đây được quý diễn giả ha. Thì nếu như mà quý diễn giả có quan tâm tới hoàn cảnh nào đó mà Trường đã từng quay á, thì quý diễn giả có thể comment ở dưới các cái clip, rồi sẵn ở đâu thì Trường sẽ vô thăm hoàn cảnh đó ở tới đó. Rồi Trường xin kết thúc video ở đây ha. Một lần nữa Trường cảm ơn cô Pháp Danh Diệu Hoàng đã gửi cho Trường 6 triệu đồng. Thì trong đó là Trường trích 2 triệu đồng cho anh Linh chạy thận và cái hoàn cảnh của bà Hai Giòn 1 triệu đồng. Trường xin kết thúc video ở đây. Tạm biệt quý vị khán giả.